Các vị sư thì đi chân không nha quý cô chú anh chị. Ở sau đó thì có các chú tiểu ở chùa tu viện. Thì từ tu viện của sư Minh Đạo trước cổng chánh phụ ăn quý cô chú anh chị thì bây giờ chuẩn bị thả hoa đăng đã đến quý cô chú anh chị. Ngon cái hoa sen này là bự dưới chị. Ngon quá ha. Rồi. Chị thả hoa đen, chị thả hoa đăng chị có cầu nguyện điều gì không chị? Vậy hả? À, chị là ở đâu? Bà Rịa Vũng Tàu hả? Năm nào chị cũng đi đến đây hay sao? Năm nào chị cũng đến đây hay sao? Hả? Đầu tiên đến luôn ha. Dạ. Ồ, quá trời luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Bắt đầu di chuyển về bên kia ha. Như là phần đại lý thuật ngữ mà chúng ta đã nhận đơn ở phía ngoài này, vui lòng hoan hỷ xếp dùm con hai hàng để chuẩn bị chúng ta cùng đó và chúng ta làm hàng rào để chuẩn bị đi ra ngoài luôn mà. Như là phần đại lý thuật ngữ thuật ngữ mà chúng ta đã nhận ở phía bên trong thì chúng ta cứ hoan hỷ các bạn sẽ đem về đối diện với mình. Sự cố thì tố hy hữu đó, mỗi người cầm một cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vô Di Khởi Đại Hướng Nhật Tiền Liên Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Kính bạch trên Chi Tôn Đức, hàng đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được cơ hội và tu luyện đức đạo để tham dự khóa lễ tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu và hoa đăng tri ân đức sinh thành của cha mẹ trong mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay. Giờ này chúng con đang nắng lòng thanh tịnh trong giây phút thiêng liêng này và chờ đón dần ánh sáng của từ bi, ánh sáng của sự giác ngộ, ánh sáng của sự giải thoát mà quý ngài sẽ truyền trao cho chúng con. Giờ này chúng con xin mời Chư Tôn Đức sẽ trở về với hàng phật tử của chúng con để thắp lên những ngọn nến. Anh chị với cô đang đốt ngọn đèn quá đăng đỏ, ngọn đèn cháy lên thắp sáng trong cái đẹp quá quý cô chú anh chị ơi, đẹp quá ha, thiệt vời không mà chờ luôn. Cái mùi chứ cái to đâu ra được không? Đây to cái đèn cày được không? Đó, có cô này đội đầu nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm không? Anh có cầm đèn không? Không anh. Chuẩn bị thả hoa đăng nè. Hả? Đây.
đâu đụng thẳng xuống đụng rồi còn gì nữa anh. Ủa cái đường nãy anh chạy đi lên trên nhà đó giờ sẽ thẳng xuống lại ngược lại không quên hay chạy không ai thấp chưa? Quá trời luôn. À mình thả hoa đăng này á có cái ý nghĩa gì không cô? Cô có biết không? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Rồi quá đẹp luôn, tắt điện, quá đẹp luôn rồi. Ồ. Lung lên luôn ha. Rồi. Đó quý cô chú chị ơi, khi mà tắt đèn lên mình thấy nó mới đẹp nha. Đó. Tuyệt vời không mặt trời luôn. Bây giờ không kể đâu, cũng còn ngồi sớm. Thì đến đâu chị Cần Thơ luôn hả? Dạ, Cần Thơ. Xin chào các bạn, tiền thường người dân ở ngoài chúng ta di chuyển vào phía trong để cùng tham gia vào nhóm thực tế. Ồ quá đẹp luôn ha. Đây. Quá trời đẹp luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Để cho mình tìm hiểu về cái ý nghĩa của việc là thả đèn hoa đăng trong ngày lễ Vu Lan cho tất cả bà con cô bác cùng xem nha. Từ trước đến nay thì có rất nhiều người đã tham thả đèn hoa đăng để là cầu may mắn, nhưng đã hiểu rõ nguồn gốc của ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng. Thì ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng á, trong dân gian, theo ý nghĩa dân gian thì hoa đăng có nghĩa là đèn hoa. Lễ hội thả hoa đăng là lễ hội thắp đèn, được là trang trí bằng những là chiếc đèn hoa. Hoa đăng được là thắp sáng nhằm mục đích là tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn, đặc biệt lễ hội đầu năm hoặc là những cái lễ hội như là Vu Lan, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái. Hoa đăng được thả trên sông vừa ấm cúng thẩm mỹ giàu truyền thống, vừa mang lại giá trị tâm linh, mở đầu cho một năm mới tốt đẹp. Ở đây là những cái ý nghĩa quý vị. Còn ý nghĩa của việc là thả đèn hoa đăng trong là Phật giáo nè, một trong những danh hiệu của là Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, nghĩa là hào quang của là ngài chiếu khắp nơi, soi gọi đường cho chúng sanh bước ra khỏi là sinh tử. Ánh sáng còn tượng trưng cho trí huệ, ngài dùng trí huệ để là giáo hóa chúng sanh từ trong những đêm tối, nhờ vào là ánh sáng trí huệ mà thoát khỏi vô minh tâm tối. Đây là điều có thể là lý giải được trong thế giới ngày nay. Vấn đề ánh sáng rất cần thiết cho mọi sinh hoạt của con người, cũng như là vậy, ánh sáng của trí huệ đưa con người ra khỏi là u mê. Ngoài qua trong Phật giáo còn có là Phật Dược Sư, cũng được gọi là Lưu Ly Quang Như Lai. Đó, rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Cũng cùng chung một ý nghĩa này, trong kinh Dược Sư còn dạy cách là đốt đèn cúng dường và cầu nguyện đèn có thể làm nhỏ như quả cam hoặc to như là bánh xe, có thể là sắp xếp thành 7 tầng, thắp suốt 49 ngày đêm thành tâm cầu nguyện thì mọi việc sẽ được an lành. Cũng như là ý nghĩa của việc thả hoa đăng là cần mình cầu nguyện cho là phát thái dân an nè, những điều tốt lành cho gia đình của mình. Đó, quý vị chung chị wow, quá đẹp ha. Cầu nguyện cho tất cả con người. Mô Phật, mô Phật, mô Phật.
âm lịch năm 2024 thì đại lễ thả đèn hoa đăng trong cái ngày lễ Vu Lan mang cái ý nghĩa đậm nét quan tập của văn hóa Việt Nam nhằm cầu an, cầu siêu và cầu cho là quốc thái dân an. Các vị sư thì đi chân không nha quý cô chú anh chị. Ở sau đó thì có các chú tiểu ở chùa tu viện. Sư Minh Đạo trước cổng chánh, cổng phụ thì bên hông đây quẹo qua đây khoảng chừng hơn 100 mét quý cô chú vậy đó.
trước mặt quý cô chú anh chị, chỗ ánh sáng đó quý anh chị. Chào chị nha. Chị có biết là cái việc thả đèn hoa đăng nó có mang cái ý nghĩa gì của là văn hóa Việt Nam mình không chị? Dạ. Có em. Nó mang ý nghĩa gì chị? Mang ý nghĩa cầu phúc cho gia đình, cầu cho thế giới bình an nữa em. À, tức là quốc thái dân an ha. Đúng rồi, cầu quốc thái dân an và cầu cho gia đình mình có nhiều phúc, ông bà cha mẹ mình được siêu sinh tịnh độ. À. Đúng rồi. Rồi cảm ơn và chúc gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe ha, dạ sự bình an nha. Đó. Quá đông luôn quý vị ơi. Tức tốt hả? Đó là không? Cứng đồ này luôn nha quý cô chú gì. Còn thì mình tạm thời kết thúc video tại đây, đừng đi ra ngoài trước để là chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem nha. Trong đêm thả hoa đăng trong đại lễ Vu Lan tháng 7 năm 2024 tại tu viện của sư Minh Đạo, thì xin chúc cho tất cả bà con cô bác ngàn xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, và chúc cho đất nước của mình quốc thái dân an ngày càng phát triển hùng mạnh với các cường quốc năm châu. Bây giờ thì mình xin chào bà con và hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.